Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Cao. Hôm nay thì tôi với mẹ, hai mẹ con đi lên rừng tìm thuốc. Và ở trong khu này thì chúng tôi bắt gặp khá nhiều những cây nấm ngọc cẩu. Đây, nữa tôi sẽ tìm cho các bạn xem. Ở đây có khá là nhiều. Đây này các bạn này. Đây. Nấm ngọc cẩu đây các bạn này. Đấy. Đây chính là nấm ngọc cẩu cho các bạn nhé. Cái cây này nó hơi bé. Tôi sẽ đưa các bạn đi tìm một cái cây nó to hơn để mà giới thiệu. Chứ còn là cây kia nó bé quá, mình cũng chưa ấm lòng mấy. Mà như này phải. Đó. À đây rồi các bạn. Đây này các bạn này. Đây chính là nấm ngọc cẩu này. Đó. Nấm ngọc cẩu là nó thường mọc ở những cái rễ cây này, mọc ra từ những cái rễ cây như các bạn nhé. Và một điều các bạn yên tâm là cái nấm ngọc cẩu này nó chỉ mọc ở những cái cây nó không có độc thôi. Đấy. Nó chỉ mọc ra ở những cây nó không có độc thôi nhé. Đây các bạn này. Đây, chùm này đẹp chưa? Đấy. Và sẵn đây thì tôi cũng giới thiệu cho các bạn một chút về cái công dụng của cái cây nấm ngọc cẩu này. Chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Ở trên mạng thì tôi thấy khá là nhiều những cái clip giới thiệu về nấm ngọc cẩu. Ngày trước thì tôi cũng có cái clip giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn tiếp tục giới thiệu và gửi đến các bạn những cái thông tin, những cái hình ảnh về cái cây nấm ngọc cẩu này. Cây này nó rất là đẹp này. Vâng, cái công dụng thứ nhất nó chính là chữa khí hư ra nhiều này, nó bổ thận dương. Đấy. Đối với những cái trường hợp mà khí hư ra nhiều ấy, thì các bạn có thể lấy khoảng 5 gram cái cây nấm ngọc cẩu khô này kết hợp với lại 3 gram đẳng sâm, 3 gram hoài sơn. Đấy. Các bạn cho tất cả vào đun sôi khoảng từ 10 đến 15 phút rồi lấy nước uống trong ngày. Và cái bài thứ hai nữa thì các bạn có thể dùng cái cây nấm ngọc cẩu này, các bạn lấy 5 gram loại khô kết hợp với lại 3 gram nhục thung dung với lại 3 gram phục linh. Các bạn sắc nước uống từ khoảng 10 đến 15 phút. Đấy. Và uống hàng ngày nhé các bạn nhé. Nó có thể chứa những cái trường hợp khí hư ra nhiều. Cái thứ hai nữa là cái cây này ở trên tôi hay dùng để chữa cái táo bón ở người già ấy. Đấy, người già chúng ta đi đại tiện lâu nó không ra. Vì táo bón thì chúng ta có thể dùng cái này. Đấy, tại vì nó có tác dụng nhuận tràng. Chúng ta bón, các bạn có thể lấy khoảng 500g cây ngọc cẩu khô này, sắc kỹ 2 lần nước. Đấy, các bạn uống. Hoặc là nó có vị đắng, người già thì không uống được, thì các bạn có thể cho thêm mật ong. Cho thêm một ít mật ong vào, các bạn để cho người già uống. Đấy là cái trường hợp bị táo bón ở người già nhé các bạn nhé. Đấy. Bên này cũng có một cây nữa. Nhưng mà cây này nó không to lắm. Đây các bạn này. Đó. Các bạn thấy chưa? Cái này thì mình còn có thể để lại khoảng gần một tháng nữa thì chúng ta mới bắt đầu thu hoạch. Đấy, đẹp chưa? Cái cây này thì nó có hai loại, một loại là cái, một loại đực. Chúng ta có thể phân biệt bằng cách là cái loại cái thì chúng ta biết là nó còn có thể ra hoa. Còn cái đực này thì nó không ra hoa, nó như thế này. Đấy, nấm này là nấm đực đấy các bạn này. Rồi quay trở lại cái công dụng của nó thì cái trường hợp quan trọng nhất. Đấy, cái công dụng quan trọng nhất có thể có lẽ là nó chính là cái chữa liệt dương và xuất tinh sớm. Đấy, những cái trường hợp bị yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh
cơ thể mệt mỏi thì chúng ta có thể dùng cái cây nấm ngọc cầu này. Đấy. Thì những cái trường hợp như vậy thì các bạn lấy khoảng 20g cái nấm cầu khô này kết hợp với lại khoảng 20g cái quả dâu tằm. Nếu mà không có quả dâu tằm thì các bạn có thể dùng độc vị cái cây nấm ngọc cầu này. Chúng ta sắc nước uống. Đấy, hoặc là chúng ta có thể hãm như kiểu mình hãm trà ấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái cây này để mà ngâm rượu, nó cũng rất là tốt. Đấy. Đây này các bạn này. Và một cái nữa, những cái công dụng của cây này nó còn có thể chữa đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối ở người già này. Các bạn có thể tán bột mịn gồm khoảng 16g cái nấm ngọc cầu khô này kết hợp với lại 16g hoàng cầm, 16g hoàng bá, đỗ trọng 16g. Đấy, ngưu tất 16g đương quy, địa hoàng mỗi loại 8g, các bạn dùng để mà kết hợp với lại rượu. Đấy. Để mà uống. Đây này các bạn này. Rồi, và cái này thì một cái nữa, cái đây cái nấm ngọc cầu này nó còn là một cái để mà giúp cho chị em phụ nữ hồi phục sức khỏe sau sinh. Đấy, các bạn có thể dùng để ngâm rượu để cho chị em uống mỗi ngày, các bạn uống khoảng 2 lần mỗi lần. Các bạn dùng khoảng từ 15 đến 20 ml. Đây. Và ngoài ra thì cây này còn là có thể làm đẹp da nữa các bạn. Đấy, các bạn lấy nước nấu từ nấm ngọc cầu khô theo các bạn có thể lấy nước uống hàng ngày, nó cũng làm đẹp da cho chị em phụ nữ. Đây đây. Vâng, trên đây là một số những cái công dụng mà tôi được biết và tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn xem về cái cây nấm ngọc cầu này. Và bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn xem một số. Và nếu mà có cô bác anh chị nào biết được nhiều công dụng hơn nữa về cây nấm ngọc cầu này mà tôi chưa nói hết thì các bạn có thể để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới để cho tôi hoàn thiện hơn những cái clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin mời các bạn xem một số những cái hình ảnh mà chúng tôi đang lên rừng ghi lại về cây nấm ngọc cầu này. Liều thân tiêu ạ tại gì ạ? Đây các bạn, đây là nấm ngọc cầu này. Cái này nó còn bé lắm. Cái này thì tôi chỉ hái về để mà giới thiệu, mục đích là giới thiệu cho các bạn thôi. Tại vì là ở khu này thì có rất là nhiều. Đấy, có rất là nhiều. Nó mọc ở gốc cây, những cái cây như thế này này. Đây. Đó. Cái này để mà dùng làm thuốc thì chúng ta phải để cho nó già hầu hết nó phải tầm như này rồi. Đấy, tầm như này thì chúng ta mới có thể dùng. Và củ của nó cũng phải to. Đấy. Đây này các bạn này. Đây. Nó mới bắt đầu mọc ra thôi. Đó. Đây. Đây như này, ui dồi, đẹp chưa? Đây này. Hả? Mẹ bố. Ừ.
cân thử lỗ tí. Kêu tôi phát.